Chào, mình là Hoàng An và chào mừng các bạn đến Mark Channel. Nhu cầu công nghệ mới trên điện thoại càng ngày càng tăng, khiến cho các nhà sản xuất liên tục tung ra các mẫu smartphone mới. Tuy nhiên, những mẫu smartphone này luôn tồn tại một số ưu điểm nhất định, khiến người dùng khó mà lựa chọn. Nếu để thỏa mãn nhu cầu người dùng từ nghe nhạc, xem phim, chơi game, thì lại cần những mẫu flagship hoặc những smartphone cận cao cấp với mức giá rất là cao. Nhưng chúng ta lại quên mất những chiếc smartphone cũ hoặc là những mẫu máy đã ra mắt từ lâu đang được giảm giá. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn 5 mẫu smartphone Android với mức giá cực kỳ mềm đáng mua ở thời điểm hiện tại. Đầu tiên là phải kể đến em Galaxy S7 Mỹ rồi, hàng line new 99% với cái mức giá chỉ 5.550.000 đồng tại Max Mobile. Điểm khác biệt của các mẫu máy Galaxy Mỹ từ S7 trở đi có thể sử dụng vào ROM quốc tế mà không cần up ROM cũ nữa. Từ đó thì các bạn có thể loại bỏ rất nhiều cái khó chịu trong quá trình sử dụng. Máy đang sử dụng con chip Snapdragon 820 GB1 Reno 530 cùng 4GB RAM hỗ trợ cách cắm thẻ nhớ lên đến 256GB. Về cơ bản thì cấu hình này đủ cho các bạn chiến tốt các tựa game đòi hỏi xử lý đồ họa ở mức cao như Asphalt 8, SIT, Mortal Kombat X, v.v. Còn những tựa game như kiểu Liên Quân này, CF Legend thì các bạn hoàn toàn có thể chơi mắc cấu hình mà không lo giật lag. Vì theo mình thấy thì ở thời điểm hiện tại, những con chip Snapdragon 650, 652 thì đã đủ đáp ứng nhu cầu chơi game rồi, chứ chưa cần đến em Snapdragon 820 này nữa. Máy cũng sở hữu camera có độ phân giải 12MP với khả năng lấy nét cực nhanh dựa vào công nghệ Dual Pixel. Chụp đêm này, chụp ngày, chất lượng ảnh cho ra đều rất là tốt, nên bạn nào mà mua em này thì cũng quá là ngon luôn, không cần phải lo lắng. Với quả pin 3000mAh hỗ trợ sạc nhanh cho thời gian sạc chỉ 70-90 phút, trong thời gian sử dụng khá là tốt, lên đến 5 giờ on screen, các tác vụ cơ bản kiểu lướt web, xem phim, rảnh rảnh anh em có thể qua cầm súng bắn CS. Và ứng cử viên tiếp theo không thể không kể đến chính là em HTC 10, một nhà sản xuất đang dần dần trở lại thị trường smartphone. HTC 10 thì cũng đang sở hữu các điểm mạnh tương tự như trên Galaxy S7 với con chip Snapdragon 820, 4GB RAM, con cục pin là 3000mAh có thể sạc nhanh, có camera thuộc hàng top đầu theo đánh giá của trang THR Mark với 88 điểm, rất là tốt. So với Galaxy S7, HTC 10 có phần nhỉnh hơn một chút ở khoản đầu tư rất nhiều cho nghe nhạc cũng như là giao diện Sensei cực kỳ nhẹ nhàng thuần Google và thời gian update của phần mềm cũng rất là nhanh. Tuy nhiên, điểm đáng tiếc của HTC 10 chỉ có bản Mỹ. Tùy vào bản mà các bạn có thể là sử dụng 4G hoặc không sử dụng 4G nên anh em cần lựa chọn cực kỳ kỹ trước khi mua nha. Galaxy S6 cũng là một mẫu máy đáng lựa chọn ở cái mức giá của nó hiện tại chỉ 4.400.000 đồng cho bản quốc tế 2 SIM. Galaxy S6 sở hữu con chip Exynos 7420, 3GB RAM. Xét về phần cấu hình thì hiển nhiên không thể so sánh với Samsung Galaxy S7 hay là em HTC 10 được, nhưng mà đủ để đáp ứng nhu cầu cho các bạn ở thời điểm hiện tại. Camera của S6 cũng khá là đẹp trong tầm giá này, hiển nhiên là ngon hơn các máy khác đến từ Xiaomi cùng phân khúc rồi. Nên bạn nào mà thích chụp choẹt này, tự sướng các thứ thì mình khuyên là chọn em Galaxy S6 này. Ứng cử viên tiếp theo chính em Meizu Pro 5, cũng có Exynos 7420, 3GB RAM, nhưng kích thước màn hình lớn hơn so với S6 là 5,7 inch. Cùng thiết kế kim loại được bo cong các cạnh, cảm giác cầm nắm chắc chắn nhưng vẫn rất là thoải mái. Hôm trước thì Mark Channel đã có bài đánh giá chi tiết em này rồi, và sau khi đánh giá em này thì mình thấy rằng đây là một mẫu máy đáng mua nhất. Cái tầm giá dưới 4 triệu đồng ăn đứt mọi máy Android khác, cả về phần hiệu năng này, tính năng cũng như camera, giao diện Flyme OS cực kỳ mượt mà, mang lại cảm giác sử dụng như iOS vậy. Mình thì mình vẫn chưa nghĩ ra cái gì để chê em này cả. Nếu có thì mình nghĩ là máy nó hơi bị to một chút cho những cái bạn nữ tay nhỏ, còn mình tay to nhưng vẫn ok. Và cuối cùng là em LG G5, chiếc máy giá rẻ mà cấu hình cao nhất mà mình có thể mua ở thời điểm hiện tại, do là bị gặp lỗi bóng mờ cũng như thiết kế module không được ưa chuộng của nó, giá của em này bị ép thẳng xuống còn chưa đến 4 triệu đồng ở thời điểm hiện tại. Và con chip Snapdragon 820 4GB RAM thì đây là cấu hình cao nhất mà bạn có thể lựa chọn. Không phải bàn khi cấu hình của em này các bạn có thể thoải mái sử dụng 2-3 năm nữa, không phải lo luôn. Mà cho dù là nhu cầu của các bạn có thể là chơi game nặng đi nữa, camera kép cũng là điểm nhấn của em LG G5, phù hợp cho những chuyến đi dã ngoại hay là đi phượt. Vậy mình đã tổng hợp 5 mẫu smartphone Android giá mềm nên mua ở thời điểm hiện tại cho các bạn. Còn theo các bạn thì ngoài 5 mẫu này thì còn mẫu nào đáng mua nữa không thì hãy để lại phần ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và gặp lại.